Sự tích Thạch Sùng. Cơ hội của ta đã tới rồi. Ông đang nói cái gì đó? Từ ngày mai, hãy lấy hết tất cả tiền chúng ta dành dụm bấy lâu nay ra mua thóc gạo. Ông làm sao vậy? Bà có nhìn thấy hai con trâu đen bị cục sừng đang hút nhau chí mạng kia không? Thế thì sao chứ? Sắp xảy ra một trận lụt cực lớn, nạn đói sẽ diễn ra, đe dọa khắp mọi vùng. Ai bảo ông thế? Bà thì biết cái gì? Hai con trâu cùng màu đen, cùng cục sừng, cùng hút nhau, đó là dấu hiệu trăm năm mới gặp một lần, là điềm báo sẽ có đại họa lũ lụt. Ôi, đúng rồi, cơ hội làm giàu của ta đây rồi. Trời ơi, hóa ra điều ông nói là thật. Chứ còn sao nữa, chỉ 10 hôm nữa, chúng ta mang hết số thóc gạo mua được ra bán lại thì thế nào cũng giàu to. Trời ơi, giàu to rồi, đổi đời rồi. Trời ơi, ông làm cái gì thế? Cái niêu mẻ quý báu tôi đã giữ bao nhiêu năm nay? Giờ ta giàu rồi, ai thèm dùng cái niêu mẻ này chứ? Thế nào hả mình? Trả xong tiền ông Sùng rồi chứ? Xong rồi, nhưng hắn ta lấy lãi nặng quá, lại phạt mấy chục đồng vì chúng ta trả muộn 2 ngày nữa. Trời ơi, có chuyện đó thật hả? Con người ta thay đổi nhanh quá, tham vàng phụ ngải, ai biết được đó lại là bạn nói khố của ông đó. Tôi cũng đâu thể ngờ con người ta lại thay đổi nhanh đến vậy. Giờ chỉ còn nước là bán nhà đi mà trả nợ thôi. Tưởng là bạn mà ta bỏ qua cho à? Hắn không hiểu thế nào là đi vay nặng lãi hay sao? Mình ơi, từ giờ đừng có gọi ta là mình nữa, phải là lão gia. Bà nghe rõ chưa? Ta đâu còn là tên ăn xin ngày nào nữa đâu mà bà xưng hô như thế. Vâng, để tôi rút kinh nghiệm. Mà nè, ngày mai tại đình làng, lão gia có thách ông Vương đến đấu ai giàu nhất vùng trước sự chứng kiến của bà con đó. Tôi lo quá. Lo gì mà lo, ta đây giàu nhất vùng ai chả biết. Để lần này cho rõ trắng đen, xem ai còn dám khoe mẽ với lão gia này nữa. Nhưng mà hắn vốn ma lanh quỷ quyệt lắm, ông phải cẩn thận. Người đâu, mang cho ta hũ rượu quý ra đây. Cũng quý thật đó, nhưng nhà ta có cá kho rượu, cất giữ 3 đời nay, còn nhiều loại đảm bảo ông không có. Người đâu, về khuân tất ra đây. Thôi tôi không nói về rượu nữa, hãy xem đi. Thưa bà con, đây là thiên lý mã. Ngày đi hơn 1000 dặm, mẹ nó chỉ đẻ có 1 mình nó trong cả đời, giá của nó phải tới 1000 lạng vàng. Đúng là ngựa quý. Cha cha, khá khen cho con ngựa quý. Nhưng ta còn có con hươu 2 đầu 4 sừng, đảm bảo trong thế gian này không ai có. Phải, con hươu đó quý, nhưng ta cược là chiếc nhẫn lục bảo này cũng là độc nhất vô nhị. Mùa hè đeo thì mát, mùa đông đeo thì ấm. Đẹp quá, đúng là một vật quý hiếm. Đã bảo mà, trên trời dưới bể này, thứ quý giá nào nhà ta cũng có. Ta không tin. Ta và ông đánh cược. Được, nếu ta đọc ra một thứ mà ông không có thì sao? Ta sẽ mất toàn bộ gia sản cho ông và ngược lại. Để chắc chắn, ta muốn làm giao kèo và điểm chỉ vào. Giờ ông hãy cho ta xem nhà ông có chiếc nêu mẻ nào không. Cái gì? Nêu mẻ? Nêu mẻ ư? Không được, cái nêu mẻ rẻ mạt, đáng gì mà đưa ra thách đấu chứ. Này, giao kèo vẫn còn đây nhé. Tôi và ông thách đấu, không phải là thách đấu ai nhiều tiền hơn ai, nhiều vật quý hơn ai,
mà là thách đấu ai có cái mà người kia không thể có. Nào, có tất cả bà con ở đây làm chứng, cái niêu đất mẻ nhà tôi có, nhà ông có hay không? Cái niêu đất mẻ? Chỉ là cái niêu đất mẻ thôi mà. Thế nào, cái niêu đất mẻ anh có hay không? Tôi... Đó, bà con làm chứng. Ông Sùng không có cái niêu đất mẻ. Vậy là toàn bộ gia sản anh ta có thuộc về tôi. Không, không, ta không thể mất tất cả chỉ vì cái niêu đất. Không, không. Mình ơi, sao thế này? Mình ơi. Xưởng gốm. Đố các cậu tìm được chiếc bình thứ hai có màu men đẹp thế này đấy. Ừ, đúng là chiếc bình có màu men ngọc đẹp thật. Cha tôi đã mua được trong chuyến đi đánh hàng xa. Quà quý nên hôm nay tôi ban biếu thầy. Chắc thầy sẽ rất thích cho mà xem. Các anh không lo làm việc mà túm tụm lại làm gì thế? Lê Tư và Trần Sáu, vào phòng tôi có việc cần trao đổi. Chết, thầy giận rồi. Anh vào liệu lời mà nói với thầy. Mà tiện thể biếu thầy chiếc bình luôn đi. Tôi biết rồi. Không biết có chuyện gì mà nhìn thầy nghiêm trọng quá. Cảm ơn Lê Tư đã tặng thầy chiếc bình gốm quý. Nhưng hôm nay thầy có việc này muốn bàn với hai con. Trong những người theo ta học việc bấy lâu nay thì hai con là những người tỏ ra xuất sắc nhất. Giờ ta cũng đã có tuổi và muốn tìm một người quản lý có thể cùng ta gánh vác công việc ở xưởng này. Hôm nay ta sẽ đưa hai con một đề tài. Nếu ai đưa được đáp án hợp lý sẽ được chọn. Một đề tài ạ? Vậy bài toán đó là gì thưa thầy? Nó ở đây. Đây là loại bình ngọc lam mới nhất mà chính tay ta làm. Ta định giá nó là 10 quan tiền một chiếc. 10 quan tiền sao ạ? Các con mỗi người phải làm sao bán hết 100 chiếc bình này với giá 10 quan trong vòng 3 ngày. Đó là bài toán ta yêu cầu các con giải. Ngày mai các con hãy cho ta câu trả lời xem có thể bán được hay không. Dựa vào câu trả lời của các con, ta sẽ đưa ra quyết định lựa chọn. Chiếc bình ngọc lam này đúng là khá đẹp, nhưng mà với giá 10 quan chưa chắc bán được 10 chiếc. Đằng này đòi bán những 100 chiếc thì phải làm sao đây? À đúng rồi, phải nhờ ba mua giúp. Ba mua được với giá bao nhiêu thì mua, còn lại thì bù tiền vào. Ba là lái buôn, thiếu gì tiền. 1.000 quan tiền bỏ ra đổi lại được thầy cho tiếp quản xưởng gốm này thì là đầu tư quá sinh lãi còn gì. Còn Trần Sáu thì chẳng phải lo, nhà hắn nghèo khố rách áo ôm, lấy đâu ra tiền mà bù vào chứ. Thế nào, ta chờ đợi câu trả lời của các con đây. Hãy cho ta biết ý các con như thế nào. Thưa thầy, con nghĩ chiếc bình của thầy quá hoàn hảo, bán giá 10 quan là quá hợp lý. Con cam đoan là sẽ bán hết 100 chiếc bình, không cần 3 ngày mà chỉ cần 1 ngày là xong ạ. Tốt, tốt lắm. Thế còn con? Thưa thầy, con nghĩ chiếc bình này chỉ có thể bán được tối đa là 3 quan tiền là cùng. Biết ngay là hắn không thể bán được mà. Vì sao vậy? Thưa thầy, con đã xem xét kỹ lưỡng chiếc bình. Giá trị của chiếc bình không thể đạt ở mức 10 quan tiền được. Vì thế con nghĩ mình không thể làm được. Còn nếu bán với giá ấy thì... thì chắc con phải đánh lừa khách hàng, may ra mới... Vậy là ý con là ta là kẻ lừa thiên hạ, treo đầu dê bán thịt chó à? Dạ thưa thầy, con không có ý đó ạ. Bởi vì chúng ta không thể làm việc thất tính ấy, nên chắc chắn chúng ta không thể bán được chiếc bình với giá 10 quan. Sao anh dám ăn nói thế chứ? Anh thật là hỗn sự. Thật ra chiếc bình này ta đã dùng một loại men kém chất lượng, và giá thành thật sự của nó chỉ đáng giá có 2 quan.
Các con có biết bí quyết để duy trì và phát triển xưởng gốm được như ngày hôm nay là gì không? Chính là chữ tín. Mà để có chữ tín thì phải trung thực các con à. Nhờ giữ được chữ tín mà những bình gốm của chúng ta mới có mặt khắp mọi nơi trong kinh thành này, từ nhà thường dân đến tư dinh của các quan lớn. Ta nói vậy chắc các con cũng biết người ta chọn là ai. Trần Sáu, từ giờ con sẽ là người thay ta tiếp quản xưởng gốm này. Dạ, con cảm ơn thầy. Củ cà rốt nhỏ bé và tình yêu bao la. Em à, trời sắp trở lạnh rồi, em nhớ giữ cổ cho ấm nhé. Hứ, trời có se lạnh một chút cũng vẽ chuyện hoàng khăn, đúng là rỗi hơi. Mình mang giỏ cà rốt đi đổi lấy thứ gì đó thật ngon vào nhé. Hội chợ mùa xuân sẽ có nhiều củ ngon vật lạ lắm. Nhất định rồi, mà mình ạ, bao lâu mới có hội chợ mùa xuân lớn thế này? Hay mình đi với tôi luôn, chứ ở nhà một mình buồn lắm. Thôi, em phải ở nhà dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa một chút. Rõ là lắm chuyện. Ơi, anh sắp có nhiều táo đỏ ngon thế. Đây là những quả táo ngon nhất, đẹp nhất tôi chọn để đem tới hội chợ đó. Những quả táo này mà làm bánh táo thì ngon tuyệt. Chắc chắn là cô ấy thích mê cho mà xem. Anh Thỏ, sao mà ngay ra thế? À, tôi không có gì đâu. Cà rốt của anh trông cũng rất tươi ngon. Anh có muốn đổi với tôi không? Ừ, được, được. Hẳn là vợ mình sẽ thích lắm đây. Ơi, rau cải tươi quá. Anh à, mùa đông đến rồi, ăn rau cải xào là ngon nhất đó. Anh Dê ơi, hôm nay tôi có giống táo đỏ ngon lắm, anh đổi làm rau củ với tôi nhé. Ồ, quả là vỏ táo ngon quá. Được, được chứ. Hẳn là vợ mình sẽ reo lên sung sướng khi thấy hũ mật ong thơm ngon, ngọt ngào này. Thôi, về nhà thôi. Anh Thỏ đi hội chợ mùa xuân về đấy phải không? Vâng, anh Khỉ đó à, tôi đang trên đường về đây. Anh xem nè. Ôi, củ cà rốt này độc đáo quá, đúng hình trái tim luôn nè. Anh kiếm ở đâu được vậy? Tích tận khu rừng phía thượng nguồn ấy, xa lắm, mà chỉ có duy nhất một củ hình trái tim này thôi. Nếu có được củ cà rốt trái tim này, chắc chắn vợ mình sẽ thích mê cho mà xem. Đổi cho tôi hũ mật ong của anh đi, tôi định làm mứt chuối, có thêm mật ong quệt vào thì tuyệt lắm. Quá tuyệt, cảm ơn anh Khỉ nhé. Ôi, phải mang về nhà thật nhanh mới được. Ôi, xin lỗi chị Thỏ xám nha. À, nhà anh Thỏ trắng đi hội chợ mùa xuân về đó hả? Thay đổi được gì? Để đâu rồi mà không cầm thế? Cái gì? Chỉ là một củ cà rốt bé tẹo á. Cô biết không, tôi đã đổi hũ mật ong to tướng để lấy củ cà rốt tuyệt đẹp này cho vợ tôi đó. Hả? Tôi thấy anh mang đi cả giỏ đầy cà rốt tươi ngon, tưởng đổi về được cái gì, thế mà lại là cái củ cà rốt bé tẹo này hả? Đúng vậy cô Thỏ xám ạ. Tôi chắc chắn vợ tôi sẽ rất thích củ cà rốt xinh xắn này. Chưa thấy ai ngốc như anh. Chẳng ai đem đổi một giỏ cà rốt để lấy một củ cà rốt cả. Chị nhà anh sẽ rất giận dữ cho mà xem. Không bao giờ có chuyện đó, nhà tôi chắc chắn sẽ rất vui. Cứ chờ xem, nếu vợ anh mà không giận dữ thì tôi cho nhà anh cả vườn cà rốt nhà tôi luôn. Được rồi. Ôi, mình về rồi đó hả? Mình đi hội vui không? Mình đổi được gì đem về rồi? Để tôi kể mình nghe. Mình biết không, biết mình thích ăn bánh táo, tôi đã đổi giỏ cà rốt nhà mình lấy một giỏ hoa quả thơm ngon, chín mọng đấy. Ôi, tuyệt quá. Nhưng rồi khi gặp bác Dê với gùi rau cải, tôi nhớ mình bảo rất thích ăn rau cải xào, tôi lại đổi giỏ quả lấy rau cải xanh của anh Dê. Ôi, thích quá. Em sẽ làm món rau xào thật ngon để cả nhà mình cùng thưởng thức. Nhưng khi gặp bác Gấu với hũ mật ong thơm lừng, tôi chợt nhớ mình rất mê món chè mật ong. Tôi quyết định đổi rau lấy hũ mật ong. Ơi, chỉ mình là hiểu em nhất. Đúng vậy, em rất thích ăn chè mật ong. Nhưng mình biết không, tôi nhìn thấy một củ cà rốt với hình thù tuyệt đẹp, tôi chưa từng thấy bao giờ. Hình gì vậy? Chưa thấy bao giờ ư? Đúng vậy,
củ cà rốt đẹp nhất thế gian. Nó như sinh ra để dành cho người vợ yêu quý của tôi vậy. Ôi, mình làm em hồi hộp quá. Chính là củ cà rốt hình trái tim này. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được nó, tặng cho người vợ yêu quý nhất của tôi. Ôi, thật tuyệt vời. Ôi, lần đầu tiên trong đời em được thấy củ cà rốt đẹp thế này đó. Cảm ơn mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.